Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh các trường mầm non và trường cấp 1 tại các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội phản ánh về chất lượng sữa mang thương hiệu núi Tản Bao Vì trong bữa ăn bán chú của con em không đảm bảo chất lượng, khiến một số trẻ bị tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Theo phản ánh của một số phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học Đức Thượng, huyện Hoài Đức, ngày 11 tháng 9 vừa qua, chị cho con đi khám tại một phòng khám trên địa bàn do con có dấu hiệu bị đau bụng, tiêu chảy. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận trẻ bị nhiễm khuẩn đường ruột một số phụ huynh khác tại trường sau đó cũng lên tiếng về việc con họ cũng có dấu hiệu tương tự, nghi ngờ nguyên nhân đến từ chất lượng sữa trong bữa ăn bán chú tại trường. Nhiều phụ huynh cho biết sữa chưa núi tản ba vì là tên thương hiệu khá xa lạ, nhưng nhiều người bị nhầm lẫn với các loại sữa đã có uy tín trên thị trường. Các phụ huynh cũng đặt ra câu hỏi, vì sao trường không chọn những hãng sữa lớn có tên tuổi và uy tín để cho học sinh sử dụng mà lại chọn hãng sữa lạ mới được thành lập năm 2022. Theo bà Lê Thu Hoài, hiệu trưởng trường mầm non Đức Thượng, huyện Hoài Đức, các sản phẩm sữa chua núi tản ba vì đã được đưa vào sử dụng tại trường cách đây khoảng một năm. Việc cung cấp sữa cho bữa ăn bán chú của trẻ tại đây không qua đấu thầu. Khẩu phần ăn bán chú cho trẻ tại trường mỗi ngày là 30.000 đồng, với cơ cấu bữa chính 65%, bữa phụ 35%. Sữa chua núi tản ba vì sử dụng làm bữa trưa và bữa phụ với tần suất khoảng 2-3 lần một tuần. Theo công bố của công ty cổ phần sữa núi tản ba vì, chứng nhận GMP một loại chứng nhận có giá trị tương đương với giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam mới chỉ được cấp cho công ty này từ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, sản phẩm sữa chua của công ty này đã được đưa vào sử dụng cho toàn bộ học sinh của trường mầm non Đức Thượng từ cách đây một năm. Thêm vào đó, công ty cổ phần sữa núi Tản Ba Vì có địa chỉ tại thôn Bơn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội mới chỉ bắt đầu hoạt động từ ngày 12 tháng 7 năm 2022. Trong ngày 24 tháng 9 Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng cho biết, sự việc liên quan đến sữa chua núi Tản Ba Vì diễn ra từ tuần trước, tức ngày 18 tháng 9. Ban đầu, phụ huynh phản ánh con em trên địa bàn bị đau bụng, đi ngoài khi sử dụng sữa của công ty cổ phần sữa núi Tản Ba Vì. Tuy nhiên, chưa nhận được thông tin từ trường nào khẳng định việc học sinh bị nôn, đi ngoài hay ngộ độc là do sữa. Bà Hằng cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn có 55 trường thì có khoảng 10 trường mầm non và 8 đến 9 trường tiểu học đang sử dụng các sản phẩm sữa và sữa chua của công ty cổ phần núi Tản Ba Vì. Cho đến ngày 24 tháng 9, vẫn còn một số trường tiếp tục sử dụng sản phẩm sữa và sữa chua của đơn vị này tại huyện Hoài Đức. Việc sử dụng các sản phẩm của công ty cổ phần sữa núi Tản Ba Vì đã diễn ra trong thời gian dài tại các trường mầm non và trường tiểu học Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, ENSO, một hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống khí hậu trên toàn cầu, hiện đang ở trạng thái trung tính khi nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo và trung tâm Thái Bình Dương từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 trong khoảng âm 0,5 độ C. Dự báo 3 tháng cuối năm, biển Đông sẽ xuất hiện năm cơn bão, áp thấp nhiệt đới nhiều hơn trung bình nhiều năm, trong đó 2 đến 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Dự báo Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng 10, 11, 12 với xác suất 50 đến 70%. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sắp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, tức 4 đến 5 cơn trên biển Đông và 2 đến 3 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết La Nina sẽ tiếp diễn trong 3 tháng cuối năm 2024, khiến bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông diễn biến phức tạp và có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung vào Trung Bộ và phía Nam. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hôm nay thời tiết Nam Bộ gió đổi hướng hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhật đới lấn Tây và nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vắt qua khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Do đó, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ giảm mưa trong 1-2 ngày tới, sau đó mưa lớn sẽ quay trở lại trên diện rộng. Cụ thể, thời tiết miền Nam mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều và tối mưa rào và rông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo khoảng ngày 26 đến 27 tháng 9, có khả năng hình thành dãy áp thấp xích đạo, có trục khoảng 5 đến 9 độ vị Bắc và xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Cùng với đó, những nhiễu động trên cao hoạt động tốt lên, điều này khiến thời tiết mưa gia tăng cả về diện và lượng, có nơi mưa vừa mưa to đến mưa rất to. Cơ quan khí tượng cũng dự báo từ tháng 9 đến tháng 11, Nam Bộ có nhiều đợt mưa lớn, lượng mưa cao hơn 5 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Mưa lớn kéo dài, nhiều thủy điện xả lũ đã khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh rơi vào cảnh ngập lụt. Do mực nước lũ trên các sông suối chậm nên đã 3 ngày qua, nhiều gia đình vẫn bị cô lập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì lượng mưa tại Hà Tĩnh đã giảm, thế nhưng nước lũ từ thường nguồn đổ về rất lớn, kèm theo đó là thủy triều dâng cao đã khiến nhiều địa phương như Xuân Lam, Xuân Giang, Xuân Hồng tại huyện Nghi Xuân bị ngập lụt chia cắt cục bộ. Để di chuyển trong các cái vùng lũ thế này thì người dân phải dùng các cái thuyền là phương tiện chính. Điều này đáng khiến cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà của gia đình bà Hồ Thị Liệu vẫn nằm giữa mênh mông biển nước đã ba ngày qua, bà Liệu luôn phải túc trực, kịp thời kê gác tài sản theo mực nước lũ dâng. Dù rất mệt mỏi, nhưng khi nước rút, bà lại bắt tay ngay vào công tác dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Rất là phức tạp mà khổ lắm, cũng rất chi là khổ. Kiểu là cái đồ đoan thì được cái đi hòng cái tế rồi nó Rồi là Ừ, dư ngày những ngày thứ ba hận đỡ đỡ thì lại cứ phải dọn dẹp là tú bo ga vịt vươn tược cùng vất vả lắm nói chúng là vất vả. Mưa lũ đã khiến cho thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, Nghi Xuân với 130 hộ dân bị ngập. Hiện đang có 25 gia đình bị nước tràn vào nhà khoảng 30 cm. Đường giao thông có nơi ngập trên 1 m khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, gây nhiều thiệt hại ba bốn chục hecta về núi trong thị sản bị nước tràn quá và năm sáu chục hecta hoa màu bị ngập lụt và đối với các xà ven biển thì đối với đoàn đế hồi thống thì có bị sạt lở khoảng 50 60 m với chiều sâu khoảng 5 đến 7 m. Hiện nay, lũ trên các sông Ngàn sâu, Ngàn phố, sông La đang xuống chậm. Hàng trăm hộ dân tại các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân vẫn đang bị cô lập chia cắt. Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai phương án 4 tại chỗ đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Những cái hồ nằm đóng diện lũ quét và sạt lở đất thì chúng tôi đã huy động lực lượng để di rơi các hồ đến nơi an toàn. Còn các vùng ngập lụt đối với những hồ khó khăn, neo đơn và uh, thì chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ để dí rơi cái tài sản đến nơi an toàn. Với phương châm nước rút tới đâu, vệ sinh tới đó, ngay khi nước rút, người dân nhiều nơi đã bắt tay vào việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.